Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nỗi tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Chị Thanh theo thường lệ trở về nhà sau giờ trực đêm tại cây xăng. Tối hôm trước, ở nhà có mẹ chị là bà Nguyễn Thị Hát cùng hai con và một cháu ruột chăm nhau. Về tới cổng, không khí vắng vẻ khác thường khiến chị Tê có linh cảm không tốt. Bước chân vào nhà, khung cảnh hiện ra trước mặt làm chị Tê không đứng nổi. Bà Hát cùng hai con và người cháu ruột của chị Thanh nằm chết bên vũng máu từ bao giờ. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh ngay lập tức đến hiện trường. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Hát cùng ba người cháu đều tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương nặng. Theo người nhà cho biết, ngày thường bà Hát có đeo một số trang sức bằng vàng, tuy nhiên khi được phát hiện đã chết thì số tài sản này cũng biến mất. Qua khám nghiệm, công an nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Hung thủ chắc chắn là người thông thuộc địa bàn, thậm chí là có mối quan hệ quen thân với gia đình của nạn nhân. Các trinh sát nhận được thông tin vào chiều ngày 23 tháng 9 năm 2016, tức là một ngày trước khi vụ án xảy ra, hàng xóm nhà bà Hát thấy có hai người lạ mặt đến hỏi thăm về gia đình. Công an phát hiện ra dấu vân tay lạ, dấu giày dính máu tại hiện trường. Có một điểm khiến trinh sát nghi vấn, do chỉ toàn người già và trẻ nhỏ ở nhà nên gia đình bà Hát nuôi tới 4 con chó. Tuy nhiên, vào đêm vụ án xảy ra, hàng xóm không nghe thấy bất cứ tiếng chó sủa nào. Vậy phải chăng kẻ thù ác là người thân thiết, có thể vào nhà nạn nhân nên những con chó trong nhà đã không hề phản ứng. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ ít lâu sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định nghi phạm số 1 của vụ án là Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại Trương Vương, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Dũng là đối tượng có 2 tiền án, sinh ra tại Hải Phòng nhưng về Quảng Ninh làm rể. Mẹ vợ Dũng với nạn nhân Hát là hai chị em ruột. Một tuần trước đó, gia đình bà Hát có mua của vợ Dũng 2 con chó để trong nhà. Thời điểm sau khi vụ án xảy ra, Dũng đột ngột biến mất khỏi nơi cư trú. Việc xác định Dũng là nghi phạm gây ra cái chết cho bà Hát và ba người cháu là một thành công nhanh chóng của Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, Dũng vốn là một đối tượng lang bạt tứ xứ, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, nên để phát hiện và bắt giữ được tên này không phải là chuyện đơn giản. Lúc này, lực lượng chó nghiệp vụ được huy động đã đánh hơi được mùi lạ ở đầm Sú Vẹt ngay sau nhà Dũng. Quá trình tìm kiếm, các điều tra viên khẳng định Dũng đã lội qua con đầm này để di chuyển về Thủy Nguyên, Hải Phòng là nơi hắn sinh ra. Toàn bộ các mũi trinh sát được bố trí đi Hải Phòng ngay lập tức. Tại Hải Phòng, các trinh sát phát hiện Dũng đang tá túc tại nhà một người quen của hắn. Tuy nhiên khi đánh giá, Công an tỉnh Quảng Ninh thấy trong nhà có trẻ em, nếu bắt ngay thì sợ Dũng liều lĩnh khống chế con tin gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Bằng một loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã gây sức ép tự nhiên để Dũng phải rời khỏi căn nhà người bạn đó. Đến tối ngày 26 tháng 9 năm 2016, ban chuyên án nhận được thông tin Dũng sẽ có mặt tại một quán cà phê ở Cầu Bính, Hải Phòng. Đây là thời cơ không thể tốt hơn để bắt giữ tên sát nhân máu lạnh này. Nhiều tốp trinh sát được bố trí xung quanh quán cà phê để đón lõng Dũng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, quán cà phê chật kín người, chỉ dư một chiếc bàn ngay sát lối ra vào. Một vị khách đảo mắt liên tục xuất hiện, chẳng còn lựa chọn, người này đành phải ngồi ở chiếc bàn đã được bố trí sẵn. Người đàn ông lạ mặt ấy không ai khác chính là Doãn Trung Dũng. Khi Dũng gọi một ly cà phê đen và chỉ kịp ngồi xuống, thì bất chợt từ bốn phía, các trinh sát ập vào nhanh như một cơn gió, quật ngã tên sát nhân này xuống đất. Dũng ú ớ ngạc nhiên tới mức hỏi lại, sao các anh lại biết tôi ở đây? Trước tội ác man dợ của Doãn Trung Dũng khiến dư luận hết sức phẫn nộ, nhưng lời đầu tiên khi bị bắt và dẫn giải về trụ sở công an huyện Thủy Nguyên, kẻ sát nhân mất nhân tính vẫn lì lợm buông lời. Có thể bắn 10 lần nhưng đừng có chửi tôi biết là tôi có tội. Tại cơ quan điều tra, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại bà Hát và ba cháu nhỏ để cướp tài sản. Tất cả những tội ác ghê rợn này đều xuất phát từ lòng tham tiền bạc của gã cháu rể này.
liên quan đến vụ án, vào sáng ngày 16 tháng 12 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, ở phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, với tội danh giết người cướp tài sản. Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân của nạn nhân và gia đình bị cáo đã có mặt tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Mẹ Dũng là bà Bùi Thị Nghĩa, 71 tuổi, chống gậy và có một người cháu dìu vào phòng. Vợ Dũng là chị Đỗ Thị Hoa, 39 tuổi, ôm chặt vào đứa con trai đầu, khóc nức nở trước cổng tòa án. Trước hội đồng xét xử, bị cáo Dũng kể phanh phách từng chi tiết trong quá trình ra tay sát hại bà Hát cùng ba đứa trẻ và quá trình bỏ trốn. Do bị tê chân, bị cáo Dũng xin được ngồi trong suốt phiên tòa. Dũng cho biết vì có nhiều người ghét đe dọa nên khoảng một tháng trước ngày gây án, đối tượng này luôn cầm dao nhọn trong người. Con dao này được cắt từ một con dao phay ở nhà. Bị cáo cho biết bắt đầu dùng ma túy đá vào năm 2015 và thường xuyên hơn trong năm 2016 do chán nản việc làm ăn thua lỗ. Trước ngày gây án ở nhà chị Vũ Thị Thanh ở tổ 1 khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Dũng đã sử dụng ma túy đá suốt 6 đêm liền nên bị ảo giác. Bị cáo Dũng nói lời cuối cùng tại tòa: "Tôi xin cảm ơn Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các giám thị đã động viên túc trực ngăn tôi không tự tử. Tôi bị ám ảnh về hành vi của mình, chỉ muốn tìm đến cái chết. Gần đây đã từng định thắt cổ trong trại. Tôi xin lỗi vong linh những người vô tội bị tôi sát hại, xin lỗi người thân và gia đình nạn nhân. Việc tôi làm thì tôi phải chịu trách nhiệm." Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử đã đánh giá hành vi giết bốn bà cháu của Doãn Trung Dũng là man dợ dã man, mất hết tính người, tuyên phạt Doãn Trung Dũng án tử hình, bồi thường cho gia đình các nạn nhân 220 triệu đồng và trả lại các tài sản giấy tờ đã cướp. Quá nhiều nỗi đau được kìm nén của bốn người phụ nữ liên quan đến kẻ giết người man dợ đã vỡ òa trong phiên xử vào sáng ngày 16 tháng 12. Khi cánh cửa xe chở phạm nhân đến sân tòa vừa mở ra, hai người phụ nữ bước xuống hấp tấp. Người phụ nữ gầy gò khoảng 40 tuổi, nháo nhác tìm kiếm. Khi chị thấy chiếc xe thùng chở phạm nhân đỗ ở cổng tòa án, chị run rẩy lao ra chiếc xe. Chị là Hoa, là vợ của phạm nhân, chị cố nhòm vào thùng xe mếu máo: "Anh ơi, bà và các cháu tốt như vậy, anh nỡ lòng nào làm thế? Các cháu còn nhỏ dại có tội tình gì đâu anh. Em cứ tưởng anh đi tù về sẽ tu trí làm ăn, yêu thương vợ con, mà giờ em phải chịu như vậy. Bao nhiêu năm chung sống, em chỉ mong anh làm người tử tế là em mãn nguyện rồi." Chị là người duy nhất khóc từ khi có mặt đến khi phiên tòa kết thúc. Chị nói, giọng nói nhỏ và nhẹ đầy yếu đuối của một người phụ nữ quen cảnh chịu đàn áp: "Chồng tôi chơi bời như thế nào, đi với ai tôi đều không biết. Chồng tôi là người cục cằn, mỗi khi tôi nói gì, anh nói sẵn là tôi im. Kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, thỉnh thoảng tôi có cằn nhằn với anh về việc thiếu tiền, về việc anh nợ nần. Nhưng tôi nghĩ việc đó không thể đẩy anh vào tình cảnh khó khăn được." Chị nói trước tòa về hôm xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của người dì ruột và ba đứa cháu của chị: "Sáng ngày 24 tháng 9, chồng tôi chở tôi đi làm, sáng nào Dũng cũng chở vợ đi làm, sau đó anh ấy về. Đến khoảng hơn 9 giờ, tôi nhận được điện thoại của người nhà nói là nhà bà Hát bị một kẻ nhẫn tâm vào giết hại cả bốn bà cháu. Tôi rụng rời chân tay, xin quản lý cho nghỉ, nhưng quản lý không cho nghỉ. Tôi gọi điện báo cho chồng về việc này, có dặn anh đến thăm hỏi nhà dì Hát. Đến trưa, tôi giục anh thì anh cáu, nên tôi im lặng. Tôi không ngờ người giết hại dì và các cháu tôi lại là chồng tôi." Người phụ nữ thứ hai liên quan đến phạm nhân Doãn Trung Dũng là người mẹ già của Dũng. Bà là một giáo viên già đã về hưu, thường im lặng và chỉ trả lời ngắn gọn các câu hỏi của thẩm phán. Bà không khóc, không tỏ ra đau khổ. Duy nhất một lần di chuyển trong tòa, bà có kêu lên: "Tôi đau quá." Rồi bà im lặng. Không ai hình dung được nỗi đau của bà như thế nào. Ngay cả khi gia đình nạn nhân bức xúc trước gia đình bà thì bà cũng chỉ biết im lặng. Hai người phụ nữ ở phiên tòa khác là hai nạn nhân của Dũng, chị Thanh và chị Oanh. Họ là những người con mất mẹ, những người mẹ mất con. Gia đình chị Oanh và chị Thanh không yêu cầu đền bù gì nhiều, chỉ là thủ tục đúng quy định của pháp luật. Đến phiên tòa, hai người phụ nữ này thỉnh thoảng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi Dũng nói lời sau cùng, xin lỗi người thân của bốn bà cháu vì đã vô tình bị Dũng giết hại, vẻ mặt của chị Oanh đầy cay đắng. Khi bắt gặp nụ cười thỏa mãn của Dũng lúc tòa tuyên án, chị đã tỏ thái độ đau đớn tột cùng. Chị nói trong vòng tay của người thân: "Con tôi, mẹ tôi, làm sao sống lại được bây giờ?" Bốn người phụ nữ liên quan đến Doãn Trung Dũng đều là những người được đánh giá là rất hiền lành. Họ đều có quan hệ họ hàng, từng yêu thương, đùm bọc nhau.
Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.